tấn bây giờ. Cái bà canh chỗ này đâu? Lạnh thế, đang xuống. Ôi sao mà có lại ra đây không? Đái ở trong này. Đó, sự có một lệnh. Đi chuẩn bị mình kinh lắm. Tình hình đây là tuyết đây các bạn. Mọi người ạ. Cái gì thì cái, nhưng mà tuyết ở Liên Nga chúng tôi nhiều lắm. Bây giờ đang là mùa xuân. Bây giờ tôi đang lang thang ở một cái thành phố xa lạ, nơi mà tôi còn chưa đặt chân đến lần nào. Một tuần một đến tháng bữa anh ấy gọi điện thoại nào, hỏi như nào. Cái bà canh chỗ này đâu? Không có ai, nhưng vẫn có chìa khóa trong này. Tầng 11 là tầng mấy? Là tầng 11. Hỏi chưa? Không có danh sách gì gì. Không chưa? Có người vào. Thôi xong có lại rất đây không? Đái ở trong này. Đó, sự có một lệnh. Đi ở trong miệng kinh lắm. Rất là miệng đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ thì các bạn đang thấy anh em chúng tôi đang ngồi trên xe và đi trên đường phố của thành phố Ivanovo. Hôm qua sau một cái chặng đường dài khoảng hơn 4 tiếng mấy, anh em chúng tôi đến được nhà người thân. Sau đó thì làm ngủ thiếp đi, đến tầm 9 rưỡi sáng thì có người đến đón chúng tôi, đưa chúng tôi đi lo công việc. Thì thực chất của cái chuyến đi lần này là chúng tôi có một ngày xuống dưới đây để lo công việc. Chính vì vậy mà cái thông tin mà chúng tôi mang lại cho các bạn qua cái video lần này thông qua hình ảnh có lẽ là rất ít. Dù sao chăng nữa thì ít cũng được, nhưng mà có thì còn hơn không. Thì cũng xin được chém gió về thành phố này một số điều như sau. Ivanovo là một thành phố nằm ở phía đông bắc Moscow. Dân số theo thống kê của năm 2016 ở vào khoảng 450.000 người. Từ lâu khi mà nhắc tới Ivanovo thì người ta biết ngay nơi đây từ thời xã hội chủ nghĩa đã là trung tâm của ngành công nghiệp dệt may của Nga cũng như là của châu Âu. Ở thành phố này cũng có một số lượng không lớn bà con Việt Nam mình đang sinh sống và làm việc. Ngoài ra còn có các bạn sinh viên đang học tập tại các trường đại học lớn tại đây. Lúc đầu khi mà chưa đặt chân tới thành phố này, tôi đã nghĩ rằng Ivanovo sẽ là một thành phố nhỏ bé, vắng vẻ và heo hút với những ngôi nhà 5 tầng được xây dựng từ những năm 75 đến năm 85. Ở đây chắc chắn sẽ có nhiều nhà thờ cổ kính mang đậm tính kiến trúc của thời Liên Xô cũ, cùng với những khu nhà máy dệt rộng, lớn và quy mô. Nhưng mà thực tế đã cho tôi thấy rằng tôi đã sai. Ở đây tất cả đều loa mang lại cho tôi cái vẻ là tôi đang đi trên đường của thành phố Moscow. Tôi thì tôi có cái thói quen là khi tới cái thành phố khác, chỉ cần nhìn vào dòng xe ô tô đang chạy trên đường là có thể đánh giá được phần nào người dân nơi đây đang sống như thế nào. Cứ nhìn những con xe mà họ đang chạy là biết liền. Ở Moscow thì trên đường đi lại cứ 10 cái ô tô thì tôi lại thấy một cái ô tô của Nga. Còn lại những chiếc xe khác, những cái nhãn hiệu nổi tiếng khác của Đức, của Nhật và của các nước tư bản khác. Còn ở đây, cứ 10 cái xe ô tô chạy qua, tôi vẫn thấy như vậy. Vậy là tại sao? Cái câu trả lời khá là đơn giản thôi. Vì đời sống mọi người ở đây chẳng thua gì Moscow cả các bác ạ.
đúng không ạ? Vâng. Vâng vâng, thế chú nhé. Chắc chỉ chậm 3 tiếng, 2 tiếng là chạy một mẹ. Còn chậm là ngủ được tí. Thế mà ngủ phát à. Ngủ chạy phát, chạy về chợ luôn. Thì bây giờ chốc nữa về. Lấy một lúc sớm như này thì nó chưa buồn ngủ, đi tối nó mới buồn ngủ. Không. Đâu, đi một lúc là buồn ngủ đấy. Anh cứ đi một lúc buồn ngủ chốc nữa, cứ ngủ ở đây đến tầm... Cứ ngủ được 1-2 tiếng thẳng đỡ. Tầm tối 9-10 giờ anh em mình lúc nào anh dậy thì luôn đấy anh em mình phải. Còn ngủ mẹ sáng mai căn giờ đưa Thắng ra chợ mà đi làm. Không thì 12 giờ anh em mình ở đây về chạy đến trên đấy là 5 giờ. Đây. Đi. Tình hình đây là tuyết đây các bạn. Mọi người ạ. Cái gì thì cái, nhưng mà tuyết ở Liên Nga chúng tôi nhiều lắm. Bây giờ đang là mùa xuân. Hôm nay là 14-15 tháng 3. Thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Bây giờ đang là 2 dương 2, dương 5. Tuyết bắt đầu tan. Đấy. Tuyết này. Bây giờ tôi đang lang thang ở một cái thành phố xa lạ nơi mà tôi vẫn chưa đặt chân đến lần nào. Vấn đề ở chỗ là mình kiếm cái chỗ nào ấy để mà mua cái gì đó bụng. Ở đây xung quanh toàn office thôi, toàn nhà làm giấy tờ, toàn cái gì ấy. Cửa hàng đồ ăn cũng không có. Có cửa hàng bán hoa kìa, nhưng mà đồ uống không có, đồ ăn không có. Bây giờ biết kiếm đâu được. Tôi không biết gì về cái thành phố này, thế cho nên là tôi sẽ không kể cái gì, không kể được cái gì cho quý vị các bạn nghe. Thôi đi vào đây xem. Đi như này cũng sợ lắm. Chết, trên người mẹ không có giấy tờ gì chứ. Chia kia là một cái trường đại học. Đây là một cái bãi đỗ xe. Tòa nhà màu xanh là cái gì không biết nữa. Thôi lượn lướt khỏi đây cho lành, quay về đó. Chịu khó nhịn đói thôi. Chứ lạng quạng không biết đâu công an đâu. Sức thì chết. Ban ngày nó nóng, tuyết nó tan ra. Bây giờ trời tối nó lạnh lại thế nó lướt nó tan nó lại đau đáo được trơn nhìn được trên đấy. Trên sàn trượt đấy. Đến 16 giờ 10 giờ 19 kìa. Vẫn làm việc. Thưa quý vị các bạn, bây giờ thì anh em chúng tôi đang trên đường ngược trở về Moscow. Rất là tiếc khi mà hôm nay do công việc của chúng tôi giải quyết xong quá là muộn. Sau đó rồi chúng tôi quay trở lại nhà người quen, ăn uống xong nghỉ ngơi. Cũng không còn kịp thời gian để mà đi chụp ảnh, đi quay phim nữa. Thì cái chuyến đi lần này về mặt công việc thì anh em chúng tôi hoàn thành một cách mỹ mãn, rất là may. Còn về mặt ghi hình cho vlog thì có vẻ là không được suôn sẻ cho lắm. Chúng tôi cũng chẳng đi đâu và cũng không ghi được cái gì cho quý vị các bạn cả. Thì rất là xin lỗi quý vị và các bạn. Thì cái vlog lần này có lẽ là tôi sẽ đặt tên nó là Ivanovo, thành phố cô dâu đi. Cho nó giống với tên một cái bài hát mà tôi đã từng nghe của Andrei Mironov, được sáng tác vào năm 1981. Bài hát có đoạn điệp khúc là: với tình yêu bạn luôn háo hức cái mới, nhưng khi bạn đã mệt mỏi vì nhàm chán, hãy nhớ điều này, ta lại đến Ivanovo. Ivanovo, thành phố cô dâu. Ivanovo là trung tâm của nền công nghiệp nhựa, bởi vì các nhà máy của thành phố ở đây rất là nhiều. Họ chuyên sản xuất vải sợi và có số lượng lớn, rất là nhiều phụ nữ làm việc. Tỷ lệ phụ nữ làm việc ở đây có thể là gấp vài lần nam giới được cơ. Cũng có lẽ vì vậy mà thành phố lại được gọi là thành phố cô dâu.
bên nhà. Ủa cái gì kìa? Sao lại sáng thế? Thằng ông là chắc ngủ quên rồi. Vãi đai là mai đi. Mày ai bút phí xe cơ. Xe cân tên đấy. Thằng mõ là lúc đi là cũng ngủ đây. Xe ra không. Về nó cũng ngủ xem lắm. Nhìn nó khó không như này. Đi ngủ về ngủ bất cứ ngủ. Bây giờ tôi đang đứng ở chợ. Ở đây có tất cả những pha xôn điện thoại từ ngày xưa. Thấy không? Bác nào cần mua điện tôi. Hôm vừa rồi thấy có một con điện thoại mới lắm, không biết nó bán đi đâu. Có cả con Motorola có chân đế đằng này nha. Đấy. Con này chắc là từ những năm 2000. Ông nào mà yêu cầu đồ cổ thì liên lạc cho tôi bán nha. Ô, chồng chồng. Bên. Работает. Не знаю. Не знаю. Да, я думал, проверяешь, работает. Да. Ну, сделай вид, как будто слышишь, как раньше. О, работает. И... Да, ну, он там такой экран. Да? Такой так показывается просто. Вот, работает. Алло. Сейчас, сейчас. Я сделаю. Я говорю, о, у него много чего интересного. Не, вот там, там. Под доску вот. Специально. Видите, как надо. Вот это хорошая вещь. Зарядку? Зарядка, да, поставишь там. Пауэрбан. Я понял. Там 2-3 зарядки, да, можно там? Да. Вот вышел на улицу, поставь. Езжает домой. Да, хорошо. А камера вообще-то висит. Да нет, ничего, просто так хожу. Че там, че за вещи? Познакомься хотя бы ты с моими друзьями. Когда посмотрели, чтобы ребенок смотрел, да? Да, да, точно мы, да, точно. Я знаю. Че, как бизнес? Молодцы. Ты как бизнес, говорю? Нет. Ну все. Тут что, память, запоны, блин. И кого ты, зачем она тебе? Зачем ну она... знаю. Зачем нужно? Телефон ты есть? Mười sáu tháng ba năm 2017, mưa đang rơi, mưa như kiểu mưa phùn ở Việt Nam đấy các bạn ạ. Chính vì vậy mà cái nhiệt đường ở kia nó sẽ không giữ được lâu. Tôi không thích cái thời tiết như này đâu. Thời tiết như này rất là bẩn, tuyết nước đất. Пит, блин, каждый день, каждый час. Но это вредно. Скажи ему, что это вредно. Нихуя, о, дым идет. А дым везде идет, да? Это не русский.